Rồi chào anh em nha, lên cho anh em cục máy cấp 100 nha anh em. Cấp 100 Honda, thời điện Nhật nha. Máy này mã đầu ET15, tình trạng là máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ, im ngon nha anh em. Đó, máy này anh em nhận cái cờ đầy uy tín luôn nha anh em, cái đầu vỏ đầu cờ đầu đầy uy tín luôn nha. Đó, máy là sơn si zin toàn bộ nè, rất là đẹp. Cái máy này mình bán giá là 12 triệu nha anh em ơi, 12 triệu cho cục máy này. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933996332. À, máy này là siêu cộp cho anh em, do chơi hại máy quay rim là đưa lên là vô rim thái là hết bài nha anh em ơi. Đó, máy đã xe nhập về nha anh em ơi. Đó, máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha, lửa bên trong là đẹp luôn nha anh em. Đó, lửa trong là lửa đen xô đẹp luôn. Rồi, cái máy này mình bán giá là 12 triệu nha, anh em nào chốt thì alo mình 0933996332 ha. Máy custom 100. Đó, lòng là sơn zin toàn bộ nha. Đó, cái đầu cái cờ anh em thấy đầy uy tín luôn nha anh em. Đó, cái máy cái cờ là đầy uy tín nha. Ok anh em nha. Anh em cần alo mình nha, 0933996332.